chú mèo Golden bị dẫm đạp do gì đoạn bình luận của người dì ruột. Trước đó, mạng xã hội đã dậy sóng trước sự việc hai đứa trẻ bạo hành chú mèo Golden dẫn đến tình trạng nguy kịch, chủ nhân của bài viết cô gái UN chia sẻ. Vào ngày mùng 2 Tết, hai đứa trẻ đã đến nhà cô gái chúc Tết và liên tục dẫm đạp, nhảy qua nhảy lại trên người chú mèo dẫn đến bất động. Sau đó, hai đứa trẻ để bỏ con vật này vào trong một góc. Đáng lên án, phụ huynh của cả hai đứa trẻ đều có thái độ rừng dưng. Trưa ngày 26 tháng 1, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh bình luận của người nhà hai cháu bé trên và chủ nhân chú mèo Golden. Theo đó, người này bức xúc cho rằng nhiều người không biết gì mà cứ la làng, thích thì trích xuất camera đầu đuôi xem gia đình người ta có xin lỗi vào ngày mùng 2 Tết hay không. Đời ai rồi cũng sẽ có con cái thôi, con cái sẽ lãnh nghiệp mà họ tạo ra. Ngay lập tức, Un đã đáp trả rằng chị thích em trích camera ba chị phang ghế đòi đấm bay em hay không? Chị có thích em cho bung bét hết luôn không? Toàn hội thoại này hiện đang thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Trong nguồn tin trước đó, chú mèo Golden vẫn đang thở oxy và chưa hề khỏe và ăn uống bình thường. Liên quan đến sự việc trên, chủ nhân chú mèo Golden đã chấn an mọi người. Qua sự việc này, mọi người trong gia đình em và phòng khám hay trường tiểu đề học đều không liên quan gì tới sự việc này đã bị ảnh hưởng rất rất nhiều. Em xin cộng đồng mạng nếu thương em thì dừng việc làm tổn thương và công kích tới những người không liên quan. Mọi người càng công kích thì người bị trách móc hiểu lầm thiệt thòi là em em biết những việc mọi người làm vậy là vì thương bé mèo nhưng suy cho cùng em cũng không muốn ảnh hưởng đến những người khác để hệ lụy kéo dài về sau em xin chân thành cảm ơn mọi người hãy đăng ký kênh chuyện gì thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị